cô chào các con học sinh. Chào mừng các con đã đến với giờ học toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để học tốt bài học hôm nay, các con cần chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập đó là Sách giáo khoa toán lớp 2 tập 2, vở bài tập toán lớp 2 tập 2, phấn, bảng, bông lau bảng, vở, bút mực, Chắc là các con đã chuẩn bị đầy đủ rồi đúng không nào? Chúng ta cùng bắt đầu bài học hôm nay nhé! Bây giờ các con hãy cùng khởi động với bạn robot. Các con hãy cùng robot tìm phép tính nào đúng, phép tính nào sai bằng cách ghi đờ vào ô vuông sau phép tính đúng, ghi sờ vào ô vuông sau phép tính sai các con hãy xem robot ghi sờ hay đờ vào câu a à robot đã ghi sờ vì sao vì phép tính này viết số đơn vị số chục không thẳng cột với nhau nên tìm kết quả sai vậy ghi sờ là đúng rồi các con tiếp theo các con hãy xem Robot ghi chữ gì vào câu B nhé. Robot đã ghi chữ đờ. Chúng ta cùng kiểm tra nhé. Khi đặt tính, các số viết thẳng cột với nhau. Các con cùng tính với cô xem có chính xác không nhé. 3 không trừ được 8. Lấy 13 trừ 8 bằng 5. Viết 5 nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6. 6 trừ 2 bằng 4 viết 4, 5 trừ 1 bằng 4 viết 4, 573 trừ 128 bằng 445. Vậy là đúng rồi, GoBot, ghi chữ đo là chính xác nha các con. Chúng ta cùng sang phép tính C xem bạn GoBot sẽ ghi chữ gì nhé. À, robot đã ghi chữ sờ. Tại sao lại sai? Chúng ta cùng xem nhé. Khi đặt tính, các số viết thẳng cột với nhau. Vậy chúng ta cùng kiểm tra cách tính nhé. 2. Không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5, 5 trừ 3 bằng 2. Nhưng ở đây đề bài lại ghi là 3, Vậy là sai rồi các con. Vậy là robot ghi chữ sờ là chính xác rồi đó. Qua phần khởi động, các con lưu ý khi tính theo cột dọc, ta cần viết các số thẳng cột với nhau. Trong phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000, dạng mượn một chục. Khi tính, ta nhớ trừ 1 ở số chục nhé. Hôm nay, ta tiếp tục củng cố phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000. Trong bài học, Bài 62, Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1.000, tiết 2, Luyện tập, trang 92-93. Trong tiết học này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ có nhớ, bổ sung thêm dạng mượn 100. Trong phạm vi 1.000, vận dụng vào giải các bài toán thực tế. Bây giờ các con hãy mở sách giáo khoa trang 92-93. Các con đã sẵn sàng rồi đúng không nào? Chúng ta cùng bắt đầu vào hoạt động luyện tập. Bài 1. Tính theo mẫu. Các con hãy cùng cô tính phép tính. 457 trừ 285. Khi thực hiện tính theo cột dọc, ta tính như thế nào? À, ta tính từ phải sang trái, trừ số đơn vị trước Bây giờ các con hãy cùng tính với cô nhé. 7 trừ 5 bằng 2, viết 2. Các con cùng nhắc lại nào. 7 trừ 5 bằng 2, viết 2. 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7, nhớ 1. Các con cùng nhắc lại nhé. 5 không trừ được 8, Lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7, nhớ 1. Vậy là ta đã mượn 100, các con nhớ trừ 1 vào số trăm nhé. 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. Các con cùng nhắc lại nào. 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. 457 trừ 285 bằng 172. Các con có nhận xét gì về phép tính này? À, đây là phép trừ số có 3 chữ số cho số có 3 chữ số có nhớ 100. Khi tính, các con nhớ trừ 1 vào số trăm nhé. Bây giờ, các con hãy dựa vào cách thực hiện ở bài mẫu để thực hiện hai phép tính. A. 427 trừ 251 B. 608 trừ 315 Các con hãy tính và tìm kết quả của hai phép tính này. con đã tìm được kết quả chưa nào? Chúng ta cùng thực hiện tính để tìm kết quả của hai phép tính này nhé. Câu A. 7 trừ 1 bằng 6, viết 6. 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7, nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1, 427 trừ 251 bằng 176. Chúng ta cùng sang câu B nhé. 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. 608 trừ 315 bằng 293. Các con vừa thực hiện các phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 dạng mượn 100. Khi tính, các con nhớ trừ 1 ở số trăm nhé. Bây giờ chúng ta cùng vận dụng phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 để tìm hiệu ở bài 2. Bài 2, số có một bảng gồm 3 dòng. Dòng thứ nhất, số bị trừ có các số bị trừ lần lượt là 482, 354, 772, 530. Dòng thứ hai, số trừ có các số trừ lần lượt là 135, 190, 391, 60. Dòng thứ ba, hiệu Nhiệm vụ của các con là tìm hiệu ghi vào dấu chấm hỏi. Để tìm được hiệu, ta tìm như thế nào? À, ta lấy số bị trừ, trừ số trừ. Các con hãy cùng cô tìm hiệu của số bị trừ 482 và số trừ 135 nhé. Ta lấy 482 trừ 135. Các con hãy thực hiện phép trừ 482 trừ 135 vào bảng con để tìm kết quả nhé. Các con đã tìm hiểu là bao nhiêu rồi? Các con cùng kiểm tra nào. 482 trừ 135 bằng 347. Tương tự, các con hãy tìm hiệu của số bị trừ và số trừ còn lại nhé. Các con đã hoàn thành chưa nào? Chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé. Hiệu của số bị trừ 354 và số trừ 190 là 164. Hiệu của số bị trừ 772 và số trừ 391 là 381. Hiệu của số bị trừ 530 và số trừ 60 là 470. Cô tin chắc là các con đã tìm được chính xác các hiệu rồi đúng không nào? Để tìm được hiệu, ta lấy số bị trừ trừ số trừ. Các con hãy tiếp tục vận dụng các dạng trong phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 để giúp chuột đưa thư đúng địa chỉ ở bài tập 3 nhé. Bài 3: Tìm địa chỉ cho mỗi bức thư. Bạn chuột có nhiệm vụ là đưa thư. Bạn đang cần tìm địa chỉ cho mỗi bức thư mỗi bức thư có ghi một phép tính kết quả của phép tính là số nhà của bạn sóc chim gõ kiến chim chích và ong để tìm được địa chỉ cho mỗi bức thư ta tìm như thế nào à ta sẽ tính phép tính trên mỗi bức thư các con hãy giúp chuột tìm địa chỉ cho mỗi bức thư bằng cách tìm kết quả của mỗi phép tính nhé. Các con hãy tìm địa chỉ cho bức thư mang phép tính 382 trừ 190. Các con hãy tính và tìm kết quả của phép tính này. Kết quả của phép tính 382 trừ 190 là 192. Số nhà mang số 192 là nhà của chim gõ kiến. Vậy chuột sẽ đưa bức thư này đến nhà của chim gõ kiến. Bây giờ các con hãy tìm kết quả của phép tính 560 trừ 226. Năm trăm sáu mươi trừ hai trăm hai mươi sáu bằng bao nhiêu? À, bằng 334. Số nhà 334 là số nhà của bạn Sóc. Chuột sẽ đưa bức thư này đến nhà của bạn Sóc. Tiếp tục, các con hãy tìm xem kết quả của phép tính. 364 trừ 126 bằng bao nhiêu nhé? Các con đã tìm được chưa nào? 364 trừ 126 bằng 238. 238 là số nhà của chim chích. Chuột đã đưa được bức thư này đến nhà của chim chích rồi. Bức thư cuối cùng mang phép tính 900 trừ 700. 900 trừ 700 bằng mấy? À, 900 trừ 700 bằng 200. 200 là số nhà của các bạn ông. Các con đã giúp chuột tìm đúng địa chỉ của mỗi bức thư bằng cách thực hiện đúng các phép tính trên mỗi bức thư. Bây giờ, ta sẽ vận dụng phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 để giải bài toán ở bài 4 nhé. Các con cùng đọc bài toán với cô. Đầu năm, một công ty có 205 người đang làm việc. Đến cuối năm, công ty có 12 người nghỉ việc. Hỏi cuối năm công ty đó còn lại bao nhiêu người đang làm việc? Bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết đầu năm công ty có 205 người đang làm việc, đến cuối năm công ty có 12 người nghỉ việc. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi cuối năm công ty đó còn lại bao nhiêu người đang làm việc. Bây giờ các con hãy suy nghĩ và giải bài toán này vào vở nhé. Các con đã hoàn thành chưa nào? chúng ta cùng trình bày bài giải này nhé bài toán hỏi cuối năm công ty đó còn lại bao nhiêu người đang làm việc ta dựa vào đây có câu lời giải là số người đang làm việc ở công ty vào cuối năm là hoặc các con cũng có thể ghi lời giải là cuối năm công ty đó còn lại số người đang làm việc vẫn đúng nhé các con và chúng ta có phép tính là 205 trừ 12. 205 trừ 12 bằng 193 người. Cuối cùng các con viết đáp số 193 người. Vậy là cuối năm công ty còn lại 193 người đang làm việc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với bạn robot Đi tìm kho báo ở bài tập 5. Trong tấm bản đồ, robot đi qua các phép tính có kết quả theo thứ tự như sau. 292 đến 537 đến 380 đến 38 đến 1.000. Tìm đường robot đã đi. Robot có đến được kho báo không? Các con quan sát tấm bản đồ, ta thấy trong tấm bản đồ có nhiều con đường khác nhau để đi đến kho báo. Nhiệm vụ của các con là tìm kết quả của các phép tính trên bản đồ và dựa vào bản chỉ dẫn tìm đường đi của robot để đến với kho báo. Các con hãy tìm kết quả của các phép tính và tìm xem robot có đến được kho báo hay không nhé bây giờ các con hãy tính và tìm kết quả của các phép tính trên bản đồ các con bắt đầu thực hiện Để trả lời được robot có tìm được đường đến với kho báu hay không, chúng ta cùng tìm kết quả của các phép tính trên bản đồ nhé. Phép tính 392 trừ 100 bằng 292. Phép tính 615 trừ 420 bằng 195. Phép tính 380

348 bằng 380 phép tính 782 trừ 245 bằng 537. Thế là chúng ta đã tìm được kết quả của các phép tính trên bản đồ rồi. Bây giờ chúng ta cùng dựa vào bản chỉ dẫn để xem robot có tìm được đường đến với kho báo không nhé. Robot đã đi qua các phép tính có kết quả là 292. Đến phép tính có kết quả là 537. Đến phép tính có kết quả là 380. Đến phép tính có kết quả là 38. Và cuối cùng là đến phép tính có kết quả là một nghìn vậy là robot đã đến được với kho báo rồi bằng việc thực hiện đúng các phép tính trên bản đồ và dựa vào bản chỉ dẫn robot đã tìm đúng đường đi đến kho báo các con ơi trong bài học hôm nay, chúng ta đã cùng nhau ôn tập về phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000, dạng mượn một chục, mượn 100, hoàn thành tốt các bài tập. Sau bài học hôm nay, các con nhớ xem lại bài và vận dụng vào các tình huống trong cuộc sống hàng ngày nhé. Ở nhà, các con hãy thực hiện các bài tập trang 94, 95 và để học tốt cho bài học sau. Các con hãy xem trước bài 63 luyện tập chung. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các con hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập của mình. Cô chào tạm biệt các con.